Bữa nay á thì sẽ vô đây thì quay ba khía cho tất cả anh chị em xem. Bữa nay thì đổi là ba khía rồi, mấy bữa trước có mọi người nói là ba khía ăn không có ngon á. Bữa nay là thì tìm mối mới được rồi. Tại vì thì đổi mối á, cái mối cũ của thì bán cũng như là bán không đủ ba khía, cho nên là lấy cái con chuột bán. Thì bữa nay á thì sẽ đổi là cái chủ mới này là rất là nhiều luôn. Mà ba khía con nào con lấy bành bành không đâu mọi người nhìn nè. Rất là ngon, rất là tươi luôn nha. Bữa nay ai mà đến ăn gỏi mà có ba khía á, rất là ngon luôn, mua ba khía không thì ăn với cơm nha. Có thể mua ship qua Mỹ được luôn. Thì một lần là thi ướp nè mọi người nhìn thấy không? Đó, quá trời luôn thấy chưa? 2, 4, 6, 8, 10 thùng. 10 thùng này là trị giá là 600 kg ba khía. Bán không bán chấn động luôn. Thì bữa nay á, thì nói chung ra thì quá trời đồ ăn luôn rồi. Thì đây là nước sốt mà thi nấu gà nè. Đây nha, nấu xôi gì nè mọi người đó. Rồi để cho nguội rồi mơ vô đóng hộp. Đó. Nước sốt nấu chân gà nha mọi người, nấu chân gà xả tắc á. Rất là ngon luôn, mọi người có thể làm nước mắm chan cơm được luôn nha. Cái này là nước mắm ngâm. Còn đây là ớt thì nấu rồi thì xay ra, để thì làm chân gà với lại tôm sốt Thái. Chấm chân gà ngon chấn động nha, bữa nay làm lại ngon hết rồi. Tại vì mấy bữa trước á là lo bận rộn quá thì không có được niêm lại cái khẩu vị mới. Bữa nay là làm lại cái kiểu mới. Thì bữa nay thì có mua chuối nè, chuối ăn. Chuối quá trời luôn nè mọi người, chuối bữa nay trái cây quá trời ngoài đường luôn. Hồi sáng đi chợ Bình Điền đi kiếm mua ốc, mà mấy bữa nay trời mua ốc mà không thấy ai lại bán hết trơn. Đó. Hello, xin chào tất cả các tình yêu thân thương thân mến đã đến với kênh Ti Thiên Vlog hôm nay à. Bữa nay là ngày thứ bảy máu chảy về tim rồi. Nhưng mà bữa nay là tới ngày tiết tháng tiền nhà nữa rồi. Mà bán bữa nay vắng que, không đủ tiền đóng tiền nhà rồi nè, rồi sao đi mọi người. Tối nay em phải đi kiếm thêm nha. Bữa nay em mặc đồ tím nè mọi người, từ ngày qua đây tới giờ mới mặc đồ tím. Sao đồ tím thấy nó đầy buồn với gì trời. Giờ này mà có bộ đồ nào cởi ra liền luôn á. Nãy giờ mọi mặc đồ tím giống như nó buồn. Đó. Chiều tím không mây đường cũ bước gần đây, mà lòng sao tái tê. Mới đi ra là quay YouTube một cái là khách lại đông nồm nộp liền hết chưa. Mà ngộ lắm nha, cái nhà này ngộ lắm. Khi nào mình sẽ live stream đi ra quay YouTube là khách đông mà. Mỗi ngày là vậy đó. Thì tôi rất là vui. Chà tắt, xin ai nhỏ. Thì sau đây thì đi ra quay chưa được 5 phút nữa mà khách vô đông sắp hàng rồi đó. Thì bây giờ thì đâm gỏi. Tại vì mọi người để ý đi, lúc nào mà thi quay clip là phải có khách vô, nó ngộ vậy đó. Mà khi nào mà ra clip ra thì thôi ngồi nãy giờ nửa tiếng đồng hồ chứ không có thời gian để quay. Nhưng mà mọi người mấy bữa nay mọi người thấy thi đi Campuchia quay có vui không? Nếu vui thì chuẩn bị chuyến đi sắp tới. Hồi sáng này thì có đi mua cái wally mà trai đẹp bán cho thi. Thi mua wally để thi chuẩn bị đi Hàn Quốc. Một cái là 3,3 triệu, 4 triệu nhưng mà giảm giá còn có 3,3 triệu à. Mà đẹp lắm nha mọi người nha, bữa nào quay khoe cái wally cho mọi người coi nha, màu xanh dương. Kỳ này là thi đổi là màu xanh nè nha mọi người. Thi chuẩn bị làm áo cho nhân viên bên thi cũng màu xanh luôn, màu xanh dương. Đổi kiểu lại nha, cho nó nổi lên tí nữa. Nhiều đây nó chưa đủ nổi, nổi thêm tí nữa. Bữa nay thấy em đẹp không ạ, à? Giống như Na Cha không ạ à? Coi kìa mọi người nhìn khách kìa, mới ra có 5 phút còn khách rồi đó. Chấn động luôn. Thì khách giờ này cũng đã đến đông rồi, 3 giờ 30 rồi. Sau đây nãy giờ thi đâm gỏi xong rồi. Bữa nay thi làm Na Cha. Thi đi xuống kiếm chai. Bây giờ thì đi ra ngoài thì coi chai nha, chai quá trời luôn. Mấy anh Shippy Food nè. Bữa nay thứ bảy nè, chấn động luôn á. Nói chai quá trời luôn, đi ra quay clip con tí xíu thôi mọi người. Nó đông cỡ này nè mọi người nhìn nè. Ôi sướng quá. Ôi ôi sướng quá. Chai đẹp ôm cái tỉnh táo liền. Hết mệt liền á mấy em. Thiệt vui, thiệt hạnh phúc nhất là được ôm chai. Ôm chai mà không tốn tiền mà được miễn phí. Chấn động luôn. Thì tất cả anh chị em nào ăn gỏi có thể là đứng xếp hàng như vậy, order nhau vô đây nè em, vô order đây nè. Giờ này là khách đông rồi, 4 giờ rồi nha mọi người, đó. Vô trong order đi rồi mình kêu đồ ăn nè, vô trong á, rồi mình bưng lên lầu. Thì xe giờ này đã đông rồi, cho xe đi qua bển đi. Thôi giờ khách vô đông rồi thì vô đâm gỏi tí xíu nha. Bữa nay thì xuống cho xe qua bển thì đừng để gì nữa, chật lắm. Bây giờ khách cũng đã đông rồi, em đi vô đâm gỏi. Không có thời gian. Tại vì chiều nay khách rất là đông. Thì bình thường á, là thi trang điểm cũng bình thường nha, mình thêm mới thích làm thay đổi mà phong cách mỗi ngày. Bữa nay thì đi sắm cái đầm hết 500 ngàn nha mọi người. Đầm tím, áo tím, hả? Tím tìm rịm luôn. Thi mà đi ra ngoài cái là khách đông chấn động gì đó, sắp hàng tới tối. Thì cũng rất là vui, cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều luôn luôn yêu mến ủng hộ quán gỏi nhà Ti Thi.
chiều rồi khách cũng ra sắp đông rồi, cho nên là thêm có thời gian để trò chuyện với tất cả anh chị em, thì mong nào tất cả anh chị em thông cảm giùm nha. Với lại bữa nay mọi người có ăn gọi thì mọi người vô sắp hàng order với nhân viên bên em đó, xì ke, chai gạt đây nè, gái Đài Loan có cây son, Ngọc Mỹ Linh có cây đinh, gái Cần Thơ có cây cơ, Lý Nhã Kỳ có củ phai mì đó. Thì bữa nay thứ bảy thì tất cả anh chị em nhiều nhất là lên trên lầu ngồi vì nó rất là thoáng. Thì ở phía bên trên này thì nói chung là tất cả anh chị em cũng đã biết rồi, ai đây đến đây cũng rất là thích lên đây, ai ai đến đây thì cũng thích đi lên đây hết trơn, nó thông thoáng và rất là đông ở trên đây. Vì nhiều khi ở dưới thì mọi người ngồi ở dưới thì nó hơi chật chội, với lại hả nó nơi nóng, thì lên đây mọi người sẽ có cái truyền hình ngồi ngay đây xem. Ok, chụp đi chụp đi. Ở trên đây thì khách cũng rất là đông, thì tất cả anh chị em lên đây nha, có chỗ ngồi ở nơi đây. Và đây là cái vệ sinh nam, đây là vệ sinh mình nam cũng được, nữ cũng được ở trong đây nha mọi người nha. Thì tất cả anh chị em đến ở đây á, thì mình có thể đi vệ sinh ở đây khi có mở máy quạt. Ở trên đây rất là thoáng, thì mọi người ngồi ở trên đây thì nó có gió vô nè, bên ngoài cũng gió vô, ở bên trong cũng gió vô. Thì tất cả anh chị em nào ăn á, thì có thể là mình để dĩa, ở đây là có dĩa, tất cả anh chị em ăn mà có không có dĩa ăn á, thì mình có thể là lợi tử lấy mình ơn ăn luôn nha mọi người nha. Rồi mình lên phía trên này mình ngồi ở đây thì có thể là mình kêu đồ ăn, hoặc là mình đi xuống dưới mình order mình bưng lên trực tiếp nha mọi người nha. Thì ở nơi đây rất là thoáng, tất cả anh chị em có thể ngồi ở đâu cũng được. Hết giấy, coi coi trên bàn hết giấy, lấy giấy để vô. Với lại tất cả anh chị em ngồi ở trên đây thì rất là dễ và rất là thoáng. Ở đây nó sẽ thông thoáng hơn, ở phía dưới hơi nóng tí xíu. Thì bây giờ sẽ đi xuống dưới nha. Thì ở khúc dưới này tất cả anh chị em mới bước vô thì tất cả anh chị em hãy gửi xe. Nên lưu ý khi gửi xe giữ thẻ giữ xe. Nếu bước vô trong quán thì mọi người nhớ lấy thẻ giữ xe nha. Vì thẻ giữ xe là cái quan trọng, mắc thẻ xe là thì không có trả xe cho mọi người nha. Đây là thẻ giữ xe mới. Mới nó sẽ to hơn cái nhỏ nha mọi người. Tất cả anh chị em nên giữ thẻ xe nha, mắc thẻ xe là thì không có trả xe. Với lại một cái nữa tất cả anh chị em á, mà nếu mà để xe đầy quá thì mọi người có thể để xe đối diện ở bên đây. Thì ở đây tất cả anh chị em cũng đã biết rồi, thì mình gửi xe thì mình gửi xe bên đó hoặc là bên đây. Vì nhiều khi ở đây không có chỗ để xe hơi cho tất cả anh chị em để xe hơi á, cho ve lại quanh đó đó. Thì ở đây cái đường này rất là đông, thì tất cả anh chị em đến ở đây thì nó hơi đông tí xíu, vì nhà thì có một cái cũng hơi rộng khi mọi người để xe vô bên trong. Vì trời bữa nay cũng hơi nắng nóng, với lại nửa nóng nửa mát nha mọi người nha, nửa mát nửa mưa. Thì ở đây thì có bán trên shop eFood, tìm kiếm TT gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Thi là na cha nha, thì xuống ở trên Trần Giang xuống đây để thi biến tấu làm một cái món gỏi đủ để cho tất cả anh chị em, phục vụ tất cả anh chị em ăn ở tại 546 An Dương Vương. Bây giờ thi na cha thì sẽ biến thành na cha, thì đi vô bên trong thì xây vòng vòng trai đẹp vô kìa, còn gỏi không? Trời ơi dễ thương quá, đi mấy người vậy anh? Có bạn trên rồi hả? Trời ơi vô đi, vô đi, vô trong đi, bốn người nãy đó phải không, bốn năm người nãy phải không? Rồi lên lầu á, lên lầu đi anh, còn anh lên lầu 3 nha. Chơi luôn trai lên lầu 3 bd cho lên lầu 1 chấn động luôn. Thì sau đây khách cũng đã vô đông rồi, không đi bốn người rồi. Thì ở đây mọi người nhớ nha, cái bảng nè, chào quý vị nè đó, mọi người hãy order tại quầy rồi bưng lên lầu, tự bưng lên luôn nha mọi người nha. Đó, mở đèn lên đi bay ơi, chưa Linh ơi, buồn quá. Thì sau đây thì chuẩn bị vô đâm gọi thì mọi người nhớ nha, tại Shopee Food tìm kiếm TT gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều luôn luôn yêu mới ủng hộ quán gọi nhà TT. Thì mỗi ngày thì mở cửa vào lúc 12:30 nha mọi người nha. Thì mỗi ngày mọi người hãy có clip xem, thì tất cả anh chị em hãy order những mặt hàng ở trên đây: da heo, ớt sa tế, mắm ruốc với lại đường thốt nốt, chân gà rút xương, tôm sống sốt Thái. Đây là tôm sống sốt Thái luôn nha, một chân gà rút xương tặng một hộp nước sốt chấm gà. Ngon ơi là ngon luôn, pha chế kiểu mới luôn nha mọi người. Tất cả những món ăn bây giờ thì chế biến là hết. Với lại cái nữa đó chính là mắm cá lóc chân. Mắm cá lóc chân đem về nha, chân hồng vịt, muối hồng vịt lạc với lại thịt ba gọi, đường tiêu tỏi bột ngọt rất là ngon nha mọi người nha, một hộp 100.000 nha. Mua đem về chân lên mình ăn ngon cực kỳ luôn. Đó. Và tất cả anh chị em mua hàng ở trên Shopee Phú Hồng là trên app Grab, ship hết các quận luôn. Đó. Sau đây tất cả anh chị em đến quán nhà thì ăn có thể là kêu gọi nơi đây. Thì mọi người có thể là mua thêm vài cái khăn lạnh để dành mình lau tay, hoặc là mình không cần lau khăn lạnh thì mình có thể là lau cái hộp khăn giấy trên bàn. Đây nha, đây là cái hộp khăn giấy, hoặc là mọi người xài ăn xong rồi dính tay chân là đây rửa, rửa tay trên cái bồn thì có để xà bông rửa tay trên đây để cho mọi người tiêu cái nào cũng được nha.
Ví dụ mọi người xài khăn ướt cũng được, mà mọi người không xài khăn ướt, mọi người xài khăn giấy cũng được. Tất cả các thứ ở nơi đây đó. Thì khi tất cả anh chị em đến ở đây thì mọi người có thể là xem menu trên bàn cũng được, hoặc xem menu trên đây cũng được. Thì có nhiều cái lựa chọn để cho tất cả anh chị em dễ dàng hơn khi mọi người order quán ăn qua món ăn tại quán nhà Tỷ Thi. Đó, cho nên là mọi người vui lòng khách đến, vui lòng khách đi. Nếu có điều gì đó phục vụ không được tốt cho lắm thì mọi người có thể góp ý Thi qua số điện thoại 0706 768 158. Và tất cả anh chị em nào mà có bán ốc lát nha, ốc lát thì inbox qua cho Thi luôn, 0706 768 158. Thì mấy bữa nay chưa có ai inbox ốc lát cho Thi nữa. Thì mọi người có thể có ốc lát thì Thi sẽ bán sớm sớm nha. Ốc lát inbox qua cho Thi nha. Cảm ơn tất cả anh chị em, chúc tất cả anh chị em thường lộ bình an, vui vẻ trong cuộc sống mỗi ngày, cố gắng vượt lên với chính mình, và mọi người hãy cố gắng làm việc để vui hơn. Cuối tuần mọi người hãy nhớ đến ủng hộ quán gỏi nhà Tỷ Thi nha. Mở cửa vào lúc 12:30 cho đến 22:00 tối. Khóc con nát ca tiếp theo mấy video khổng nó nát ca sụm tâm khổng rắn Tỷ Thi Việt Nam nát ca. Khóc con nát ca. Thank you very much everybody. Khóc con hẹn gặp lại vào clip ngày mai.